cái đuôi con này nó màu cam. Tên gọi của nó là lóc trầu phồng. Trong video tiếp theo lần này thì mình muốn giới thiệu đến mọi người một em cá cảnh mới ha. Đó là em cá lóc cầu vồng. Đó, đây là cận cảnh cái em cá này ha. Em cá này trên cái mình nó rất là đẹp luôn thì mọi người. Nó khác với những cái em lóc albino hay lóc vây xanh ninh bình. Cái đuôi con này nó màu cam. Tên gọi của nó là lóc cầu vồng ha. Rất là đẹp ha, mà con này để cho mình cho mọi người xem. Wow, đẹp quá. Cá lóc cầu vồng. Con này năng động quá, nó bơi lên rồi. Lóc cầu vồng. Bơi lên bơi xuống, bơi lên bơi xuống rồi nó không có chịu nằm im một chỗ. Lóc cầu vồng. Wow, con cá nhìn nó đẹp ghê luôn kìa, xứng đáng với tên gọi lóc cầu vồng, quá đẹp, tuyệt phẩm luôn á mọi người. Cái đuôi nó hơi cam cam ha, còn cái vây dưới thì nó có một chút màu xanh. Nhìn cái mình đó, lóc cầu vồng đây. Khúc này là chúng ta sẽ thấy rõ nó nhất luôn á. Quá đẹp đi mời. Lóc cầu vồng. Đây, cá quá trời luôn nè mọi người. Cá chép nè. Nguyên một cái hồ cá chép của bạn Thanh Liêm. Đó, mình quay mặt cái tiệm cá cảnh này, mỗi ngày mình đi qua đây mình giới thiệu những dòng cá mới mà bạn Thanh Liêm nhập về hàng ngày. Đó, mình thấy rất là đẹp. Như cái hồ cá ba đuôi này thì giờ mấy con cá đang ăn sáng đó. Nãy bạn mà Thanh Liêm mới vừa cho thức ăn vào á thì nó bu đông nghẹt luôn á mọi người. Quá trời luôn ha. Đây, buổi sáng là mấy con cá bạn Thanh Liêm chen cho mấy cái hồ cá ăn. Mấy con cá nó bu rất là đẹp. Đây, màu sắc luôn. Ở dưới đây có một cái hồ cá chép nữa. Hồ cá chép với con cá. Cá gì kìa. Có một cái dấu chấm ha. Ở đây lần đầu tiên mình thấy bạn Thanh Liêm bỏ cái hồ cá mái, bê ta mái với mấy con cá. Thấy màu coi đen sọt ha. Sao bạn thả chung luôn ta. Quá đẹp luôn. Ở bên này có một cái ao cá, cái hồ cá đó nè. Tiếp tục này là cái gì ta, sọc ngựa ha. Bảy màu gồng lửa. Bên đây là pin bông mini 15.000 và chuột cà phê. Tất cả đều đồng giá 15.000 ha. Bên đây là bảy màu Úc 8.000 một cặp, một cặp là 8.000. Cái con màu bảy màu Úc này thì cái đuôi nó xanh xanh đó, đỏ là người sao lộn xộn chứ mình cũng không rõ nữa. Đây là ốc táo nha mọi người. Ốc táo thì bạn Thanh Liêm thả trên nguyên cái hồ. Còn đây là em cá lóc. Cá lóc của bạn Thanh Liêm nhiều màu quá ha. Con này nó nhỏ mà nó có vỏ nha, nó đẹp nha. Đầy màu sắc luôn nha. Albino, cá lóc albino nè. Lóc tiểu hoàng đế. Lóc tiểu hoàng đế nằm im ghê ở trong góc này rồi.
Con này chỗ này mình sao không thấy con cá gì hết hả? À, nó nằm trong cái gốc trong bên trong trong cái nhánh củi đó rồi. Cái ghế. Rồi con cá này đẹp nè. Xe can sọc 5.000, xe can xanh là 7.000. Cùng loại luôn cả nhà ơi. Ở đây có chậu thủy sinh nè. Chậu thủy sinh 20.000 một chậu và cá bình tích. Có mấy con màu xanh xanh này đẹp quá. Đó có kỳ thủy, có trùng chỉ kìa. Này cái đềm hồ cá của bạn Thanh Liêm mình thấy đa dạng gì không? Thành cá, thành cát tư hãng, cá mập trắng. Quá trời đẹp luôn, mình thấy con cá vàng này đẹp nè, con cá màu xanh. Ba ba kìa. Wow, mấy con này đẹp ha, con này đẹp ghê luôn. Cái mình nó đã 33 10.000 chân châu. Két Benda. Khuôn gòn hả? Cá cánh mườm. Đây cái hồ cá trước luôn nè. Cá cảnh Thanh Liêm. Đây con cá này của hôm bữa trong video lần trước mình có giới thiệu đó mọi người. Củ sừng gì nè mọi người. Trời con tôm này đẹp vậy. Trời có cái máy luôn hả Liêm? Xịn vậy, cái máy nó mua nhiêu vậy? Bữa nay chỉ mua trời. Cá không đứt luôn hả bằng? Đây tiếp tục mình giới thiệu đến mọi người em cá mới ha. Đó, con này để đây mình nhìn qua. Đây là một con phướng màu cam. Còn dưới đây là một em cá sim nè mọi người. Cá sim. Hả? Được nha. Quá trời cá luôn nè mọi người. Con này đẹp quá. Cá bên đây luôn nè mày ơi, nó móc luôn mày ơi. Quá đẹp luôn bữa nay mấy con cá này. Cá mới luôn mà. Này bạn Thanh Liêm mới vừa thay nước luôn á. Nhìn cá nó trong veo. Trong veo luôn mọi người. Trong bắt à. Đây quá trời luôn. Mày bắt đèn cho mày biết làm gì không? Cá chê đẹp quá. Đây. Cá chê. Ngay có cái bình luôn đó mọi người.